Máy lọc nước KG99A VTU-KG là thế hệ tiếp theo của dòng VTU-KG109A. Tuy nhiên, bình áp đã được thay thế chất liệu là vỏ nhựa, giúp giá thành sản phẩm rẻ hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và độ an toàn về sức khỏe. Máy lọc nước Kangaroo có thiết kế màu sắc hiện đại với tông trắng, đen, xám kết hợp. Mặt trên và mặt trước được ốp kính cường lực sáng bóng, nhìn rất sang trọng và đẳng cấp. Cùng với đó là hoa văn lục giác trên nền đen, rất tinh tế và thời trang. Các đường ống nước, dây điện được bố trí khoa học, hợp lý, dễ dàng lắp đặt. Với kiểu dáng gọn gàng, đẹp mắt, phù hợp với không gian gia đình, văn phòng làm việc, quán cà phê hay cửa hàng ăn uống. Với màng lọc RO Membrane nhập khẩu Hàn Quốc cho hiệu quả lọc vi khuẩn đến 99,99%, cung cấp nguồn nước tinh khiết. Cùng với đó là hệ thống 9 lõi lọc, lọc sạch tuyệt đối, cho nước tinh khiết an toàn, bổ sung khoáng và vi chất có lợi. Lõi sợi PP 5 micron, lõi than hoạt tính và lõi sợi PP 1 micron, lọc sạch bùn đất, kim loại nặng, rỉ sét, hấp thụ clo, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật có trong nước. Màng lọc RO Membrane loại bỏ hoàn toàn các chất rắn, khí, ion kim loại nặng, vi khuẩn làm cho nước hoàn toàn tinh khiết. Lõi Nano Silver chống tái nhiễm khuẩn, khử mùi cho nước. Lõi Ceramic bổ sung magie, canxi, kali cho nước. Lõi Alkaline giúp cân bằng độ pH, trung hòa axit dư thừa trong nước. Lõi Myfan Rock Mineral làm từ chất liệu đá thiên nhiên Myfan, bổ sung cho nước các khoáng chất thiết yếu. Lõi ORP Omega giúp bổ sung các dưỡng chất ngăn chặn lão hóa, giải độc cơ thể, hỗ trợ làm giảm quá trình oxy hóa. Công suất lọc 10-12 lít mỗi giờ, dung tích bình chứa nước tới 10 lít, đáp ứng tốt nhu cầu nước cho gia đình, nhóm người có đông thành viên. Bình chứa được làm bằng nhựa và tích hợp van xả, duy trì áp suất ổn định và khắc phục được tình trạng nước rò rỉ ra ngoài. Bạn có thể uống nước được ngay sau khi lọc mà không cần đun sôi lại nước, rất tiện lợi và an toàn. Dễ dàng lấy nước bằng cách xoay núm vặn, chất liệu vòi bằng thép không rỉ, an toàn cho sức khỏe. Máy lọc nước RO Kangaroo KG99A VTU, 9 lõi, thương hiệu Kangaroo uy tín, chất lượng, mang lại nguồn nước tinh khiết, sạch sẽ và an toàn để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình bạn.